Rồi trước khi đến với cái nội dung của video ngày hôm nay thì mình cũng xin cảm ơn Humanoid đã đồng hành cùng K68 trong cái video này ha anh em. Rồi về Humanoid là gì thì mình cũng xin điểm sơ qua để cho anh em nắm rõ được cái thông tin cơ bản của nó. Thì Humanoid đó, họ là một cái nền tảng tài chính được xây dựng trên một cái công nghệ blockchain, là được hỗ trợ và vận hành bởi các node trên toàn thế giới, và họ được tạo ra và duy trì bằng cách sử dụng một cái công nghệ khá là đặc biệt, đó chính là nhận diện sinh trắc học để có thể giúp cho chúng ta dễ dàng kiểm tra được. Vậy thì Humanoid là mạng sinh trắc học crypto đầu tiên trên thế giới luôn. Và nếu anh em nào có hứng thú với cái dự án này thì anh em có thể lên trang web chính của Humanoid để mà có thể tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, hoặc anh em cũng có thể lên trang web của K68 để mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cách dự án vận hành ra sao và cách dự án họ đang thiết lập những cái chiến lược trong tương lai như thế nào ha anh em. Xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ K68. Thì ở trong cái video ngày hôm nay đó, tại vì là cái tuần này là một tuần rất là quan trọng nên mình cũng muốn chia sẻ một số điều đến với anh em, nhất là anh em nào mà đang tham gia giao dịch trong cái tuần này. Đó, thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì anh em thấy trên màn hình của mình đó, thì hiện tại BTC á đang giao dịch ở cái vùng giá được gọi là, đây là một cái vùng khá là nhạy cảm anh em, tức là cái vùng 18-19.000 này nè. Đó thì anh em thấy là trong tháng 10, nếu mà chúng ta có một cái tuần đầu tiên BTC tăng trưởng lên cái mốc 20.000 và giữ trên nó tầm 2-3 ngày đúng không? Nhưng mà sau đó chúng ta đã thất bại khi mà chúng ta đã không có giữ được cái mức đó mà chúng ta lại tiếp tục đâm xuống. Đó, và mọi người á, thì nếu anh em có để ý á, thì chúng ta đã trải qua hình như là tháng 8, tháng 9 cũng khá là đau thương rồi. Nên anh em thấy là có rất cái nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng là tháng 10 của chúng ta sẽ là một tháng tạm gọi là October đi. Tức là nó không phải là uptrend hoàn toàn mà nó giống như là một cái tháng mà tính theo cái chu kỳ phát triển của BTC từ những cái năm trong quá khứ trước rồi đó, thì tháng 10 và tháng 11 luôn là hai cái tháng mà BTC hoàn trả cho chúng ta những cái chỉ số nó khá là tích cực về mặt tăng trưởng ha. Nên là vì lý do đó nên rất nhiều nhà đầu tư cũng như nhiều cộng đồng đã cho rằng là tháng 10 sẽ là một cái tháng mà BTC có thể hồi phục mạnh trở lại. Nhưng mà một cái điều bất ngờ là tính đến thời điểm hiện tại khi mình làm cái video này là chúng ta là vào ngày khoảng là 12 và 13 tháng 10 rồi. Chúng ta đã gần giữa tháng rồi nhưng mà BTC dường như vẫn chưa có một cái tín hiệu nào rõ nét để mà có thể phục hồi, nhất là trên cái ngưỡng gọi là 20.000 và 21.000 ha anh em. Đó, thì cái điều này nó cho chúng ta một cái điều lo lắng tiếp theo, tức là một cái chỉ số mà mình sắp gửi đến cho anh em ngay trong tuần này luôn, nó sẽ định hình được rằng là BTC liệu sẽ lập đáy trong tháng 10 này hay không, hay là đây sẽ là một cái bước ngoặt để mà cú hích để giúp cho BTC có thể tăng trưởng trở lại. Thì anh em thấy là cái bước ngoặt đầu tiên, trước khi chúng ta tiến vào cái bước ngoặt đó thì mình cũng điểm sơ qua cho anh em biết rằng là cái tin tức đó là gì. Đó là những cái tin tức liên quan đến cái chỉ số và khái niệm về kinh tế và tài chính Mỹ khi mà họ công bố ra cho chúng ta hàng tháng đó ha. Thì ở đây bên mình cũng đã làm một cái video cũng ngắn để gửi đến cho anh em về cái chủ đề này rồi. Và trong cái video này thì mình cũng chủ yếu là nhắc đến hai cái chỉ số chính, mà nó một cái là nó đã xảy ra rồi và một cái là sẽ xảy ra ngay trong ngày mai anh em. Ngay trong ngày mai, anh em để giúp mình nha, trong ngày mai vào 7:30 tối thì cái chỉ số này sẽ xuất hiện và nó cực kỳ quan trọng. Đó thì cái chỉ số này đó chính là CPI ha anh em. Đó thì CPI thì ở đây mình có liệt kê rõ cho anh em, đó chính là một cái chỉ số giá tiêu dùng ha. Đó, và cái chỉ số CPI này á, nó được xem như là một cái chỉ số cốt lõi để mà Fed á, bên phía của Fed họ đánh giá được là cái sức mạnh, những cái chính sách của họ áp dụng thì có giải quyết được cái bài toán lạm phát. Và đây sẽ là một cái chỉ số để mà họ đưa ra cân đo đong đếm rằng là chúng tôi sẽ thực hiện động thái pivot, tức là sẽ không có nâng lãi suất, sẽ không có siết chặt cái chính sách tiền tệ nữa, mà sẽ bắt đầu sẽ mở cửa ra để cho cái thị trường tài chính luân chuyển một cách nó thoáng hơn. Đó thì CPI này là một chỉ số như vậy, anh em hiểu đơn hiểu ngắn gọn là như vậy ha. Rồi tiếp theo đến nữa là một cái chỉ số đã được công bố rồi, chính là Ninfarm. Thì đây là một cái báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Thì cái chỉ số này đó thì nó đánh giá được rằng là cái sức mạnh lao động của nền kinh tế Mỹ đang ở trong cái ngưỡng nào, để mà từ đó có thể mà giúp cho cả thế giới của chúng ta đánh giá được là và cả Mỹ nữa đánh giá được là chỉ số sức mạnh của đồng đô la nó sẽ ra sao, và từ đó cũng phản ánh một phần nào đó những cái chính sách hoạch định của Fed đang áp dụng liệu nó có đang hiệu quả hay không ha anh em. Rồi thì mình đã xong hai cái khái niệm mà mình cũng muốn gửi đến cho anh em trong cái video này. Rồi tiếp theo đó thì đầu tiên chúng ta hãy nói về cái Ninfarm trước đi. Thì anh em thấy á, ngay khi mà BTC đang hồi phục lên trên cái ngưỡng 20.000
Thì chỉ trong tuần trước mà thôi, đó chính là vào thứ 6, đúng không anh em? Vào thứ 6 thì tầm khoảng là cũng khoảng 7 giờ rưỡi đó, thì chúng ta đã nhận một cái tin khá là nóng và cũng khá là tiêu cực về Nanfarm. Khi mà anh em thấy rằng là cái số lượng lao động của Mỹ đó, thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta nhìn trên tình hình chung, đúng không, thì đồng đô la đang khá là tăng mạnh, đồng đô la đang khá là tăng mạnh bởi các chính sách mà siết chặt tiền tệ của Fed đó. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là liệu cái nền kinh tế của Mỹ có đang lâm vào tình trạng suy thoái hay không, hoặc là những cái chính sách của Fed, khi mà Fed đã công bố rất nhiều đối với thế giới rằng là bây giờ giữa cái bài toán lạm phát và bài toán khiến cho nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái đó, thì Fed ưu tiên lạm phát hơn đó. Còn cái việc suy thoái thì Fed chỉ dùng những cái giọng điệu cũng khá là dịu hâu, nhưng mà Fed cũng nói rằng là suy thoái thì dĩ nhiên nó sẽ xảy ra rồi, nhưng mà cái hướng đi của Fed á là hoàn toàn không đánh đổi, nhưng mà sẽ cố gắng làm sao để mà cho cái nền kinh tế của Mỹ được hạ cánh an toàn, tức là sẽ không rơi vào khủng hoảng mà chỉ dừng lại ở cái mức suy thoái thôi đó. Thì nhưng mà chúng ta đã có một cái tin non-farm vào tuần trước, khi mà anh em thấy đây một cái dữ liệu, đây một cái dữ liệu tin non-farm vào tầm khoảng là tuần trước khi mà Fed công bố ha. Thì vào tháng trước, cái dự đoán của Fed đó thì cái tỷ lệ người lao động và cái sức mạnh đánh giá lao động của Fed đó thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 290.000 thôi đó. Nhưng mà bây giờ trong cái báo cáo tháng trước thì bây giờ nó đã giảm rồi. Nó giảm tức là sao? Tức là cái điều này nó chứng minh rằng cái tỷ lệ thất nghiệp và số người lao động của Mỹ đó mà không có việc làm đó thì nó đã giảm, đúng không anh em? Nó giảm. Và nó giảm thì sao? Nó giảm thì nó đánh giá được rằng là nền kinh tế của Mỹ vẫn đang rất là tốt, tại vì người lao động thất nghiệp bị giảm mà, thì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc mà sản xuất ra những cái mặt hàng tiêu thụ cũng như nhiều cái ngành nghề khác để đóng góp vào cái GDP tổng của nền kinh tế Mỹ. Nên vì vậy đó, cái chỉ báo cái dữ liệu non-farm này được Fed đưa ra và tầm tuần trước, nó đã tác động rất là mạnh đến đồng đô la anh em. Tác động rất là mạnh đến đồng đô la, nó chứng minh cho cả thế giới rằng là mấy anh nói rằng là cái việc mà chúng tôi nâng lãi suất, đúng không? Chúng tôi tăng lãi suất, chúng tôi siết chặt tiền tệ, nó sẽ gây ra suy thoái cho nền kinh tế Mỹ. Vậy thì tại sao bây giờ những cái chỉ số non-farm chúng tôi đưa ra thì tỷ lệ thất nghiệp lại giảm? Đó, thì đó chính là cái mấu chốt của vấn đề khiến BTC đã lao dốc từ khoảng là hơn 20.000 về tầm 19.000 và đang giao dịch ở cái thời điểm mà mình làm cái video này cho anh em đó. Và cái điều đó nó giống như một cái cú bẻ lái bất ngờ của Fed về cái vấn đề này. Nên đây cũng là một cái điều dễ hiểu khi mà anh em thấy rằng là ngay khi mà cái thông tin non-farm này đưa ra thì thị trường của chúng ta lại một lần nữa bị chao đảo. Và cho đến cái CPI vào ngày mai anh em, thì ở đây mình sẽ có một cái dữ liệu đến cho anh em. Tức là sao? Tức là mỗi khi cái tin CPI ra thì anh em hãy để ý đi, khi mà mọi người quá quan tâm vào cái vấn đề là Fed sẽ tăng bao nhiêu lãi suất, 0.75%, 0.5% hay 0.25%, thì cái thời điểm mà Fed đưa ra những cái vấn đề mà tăng lãi suất như vậy đó, thì anh em hãy để ý xem mỗi lần Fed đưa ra tăng lãi suất và cái thời điểm đó Fed công bố chúng tôi tăng bao nhiêu phần trăm đó, thì giá BTC, anh em hãy quan sát kỹ, lúc đó giá BTC chỉ dao động ở cái khoảng là pump dump tầm khoảng là 1.000 giá thôi. Đó, từ kéo dài từ tháng 7 nè, tháng 8 nè, tháng 9 nè, đó thì BTC nó chỉ biến động ngay khi mà Fed thông báo là chúng tôi nâng bao nhiêu lãi suất đó thôi. Nhưng mà CPI thì lại là một câu chuyện khác anh em. Anh em hãy để ý xem mỗi lần mà ra CPI đó, thì mình lấy đơn cử là tầm vào khoảng tháng 8 và tháng 9 là hai cái dữ liệu gần nhất ha. BTC đã có những cái đợt mà lao dốc khá là kinh khủng, khi từ khoảng là từ 24.000 về tầm khoảng 21.000 và từ tầm khoảng 21.000 về 19.000, đâm rất là nhanh và rất là mạnh luôn, và dường như là không có một cái nhịp hồi nào giật lên cả. Nó khác biệt với cái lúc mà Fed ra công bố mà lãi suất vào tầm khoảng 1 giờ tối và những cái ngày trong tháng đó, theo lịch của Fed đó, thì BTC đâm xong rồi pump, đúng không? Nhưng mà đối với CPI thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác nha. Nên mình rất là cẩn trọng và mình rất là sợ vào những cái ngày mà Fed công bố CPI như thế này. Đó, ngoại trừ chúng ta có một cái trường hợp ngoại lệ là vào tháng 7, đúng không? Vào tháng 7 khi mà tháng 7 khi mà Fed công bố cái chỉ số CPI của tháng 6 thì nó khá là tích cực ở đây. Đó, thì chúng ta đã có một cái cú pump của Bit từ khoảng dưới 23.000 lên tầm khoảng trên 25.000. Đó. Thì trở lại với thực tại đi, thì nó nghiêm trọng đến như vậy đó anh em. Nên vì vậy cái lời khuyên đầu tiên của mình đối với anh em vào ngày mai đó, những anh em nào mà đang tham gia ở một cái thị trường future mà phái sinh mà long short đó, thì tốt nhất chúng ta đứng ngoài. Và những anh em nào mà mới vào đó thì tốt nhất chúng ta cũng hãy đứng ngoài để mà chúng ta quan sát. Tại vì nếu mà theo cái cách suy nghĩ và cái quan sát của mình, nếu mà cái bản tin non-farm hồi nãy mình gửi cho anh em đó là
cái tỷ lệ thất nghiệp giảm đúng không? Đúng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, nó khiến đồng đô la tăng giá. Nhưng mà có một cái thuyết, người ta gọi cái thuyết Philip ở trong cái nền kinh tế Mỹ đó, thì khi mà mỗi lần mà cái tỷ lệ thất nghiệp giảm thì cái số lượng người lao động họ sẽ tăng lên. Số lượng người lao động tăng lên thì họ sẽ làm việc và cái nhu cầu chi tiêu của họ cũng cao hơn, nhu cầu mà xài tiền mặt của họ để mua hàng hóa vật dụng rồi để tiêu xài hàng ngày nó cũng sẽ cao hơn. Và cái việc mà họ dùng đồng đô la để mà họ mua sắm, họ trang trải cuộc sống của họ nó tăng dần lên thì cái điều đó nó sẽ đẩy lạm phát đi lên cao hơn. Và cái chiều ngược lại là sao? Chiều ngược lại là nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng thì người ta sẽ không có làm việc, người ta sẽ không có tạo ra tiền nữa và cái nhu cầu tiêu xài của người ta sẽ ít đi. Vì vậy, vấn đề tiêu xài ít đi sẽ khiến cho lạm phát giảm. Mà cái chính cái ưu tiên của Fed là gì? Mình xin nhắc lại, ưu tiên của Fed bây giờ chính là vấn đề lạm phát. Và nếu câu chuyện bản tin Ninh Phan vừa rồi mình vừa đưa ra đó, nhu cầu tăng lên thì lạm phát sẽ tăng lên. Vậy thì cái chỉ số CPI này mình đang thiên về hướng một là nó sẽ đúng với cái dự đoán của Fed trong tháng 9, cái báo cáo là cái báo cáo CPI tháng 9 ha, và chúng ta đang ở tháng 10. Đó thì công bố là cái chỉ số của tháng 9 dự đoán là 8,1%. Và mình nghĩ rằng cái trường hợp mà tích cực nhất đó, mà ai ai cũng muốn cả, đó chính là nó sẽ thấp hơn cái dự đoán này. Nó rơi vào tầm khoảng là từ 8,1% trở xuống. Nhưng mà anh em thấy á, trong cái lịch sử ở đây thì chúng ta chỉ có duy nhất một cái đợt là vào tháng 7 mà thôi. Còn lại là tất cả đều trên cái dự đoán cả. Đó, và đó là một cái tín hiệu đầu tiên nguy hiểm ha. Tín hiệu thứ hai là dựa vào Ninh Pham hồi nãy mình vừa đưa ra. Và tín hiệu thứ ba tức là sao? Tức là dẫu cho cái này nó có cao hơn đi nữa, nhưng mà anh em đã thấy một cái câu chuyện tháng 8 rằng là sao? Cái chỉ số này nó cao hơn đúng không? Nó cao hơn cái dự đoán, nhưng mà nó lại thấp hơn cái kỳ của trước. Tức là sao? Nó thấp hơn kỳ trước là tốt rồi, nhưng mà nó lại cao hơn dự đoán thì BTC vẫn đâm bình thường và đâm rất là mạnh. Vậy thì mình theo cá nhân của mình thôi nha, thì ở đây chúng ta đang có khoảng là 70-80% là cái chỉ số CPI này tiêu cực. Đó, và khi tiêu cực thì nó lại dẫn đến cái giá của BTC như thế nào thì anh em cũng đã rõ theo cái cách mình trình bày rồi đúng không? Và chúng ta chỉ có một cái trường hợp mà nó nhỏ nhoi thôi là bằng với 8,1%. Đó, bằng với 8,1% là đồng thời là đúng với dự đoán và nó sẽ giảm so với kỳ của trước. Thì hy vọng rằng là nếu mà trường hợp bằng với 8,1% và thấp hơn 8,1% thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội lớn để mà mở ra một cái sự phục hồi cho thị trường của chúng ta. Đó, nhưng mà mình cho rằng cái xác suất đó là một cái xác suất cũng khá là thấp. Đó, vì mỗi lần mà ra CPI thì dĩ nhiên là thị trường của chúng ta sẽ chao đảo rất là mạnh. Và cái điều mà CPI tốt thì đến thời điểm hiện tại trải dài trong suốt năm 2022 thì mình chỉ thấy có duy nhất tháng 7 mà thôi. Và nếu chúng ta thống kê một bài toán xác suất giữa 12 tháng thì chỉ có một tháng như vậy thì chúng ta hãy nên cẩn trọng và đứng ngoài. Đó là cái phương án tốt nhất cho anh em vào thời điểm này ha. Rồi, và cái điều đó ra sao thì anh em thấy hồi nãy mình vừa mới nhắc tới cái chỉ số của đồng đô la đúng không? Thì anh em thấy đây là chỉ số của đồng đô la, chính là DXY. Thì anh em thấy là ngay sau khi chúng ta điều chỉnh vào tầm cuối tuần nè, thì bây giờ là DXY đã tăng một cách rất là mạnh để trở lại. Và mình xin nhắc lại là cái đỉnh của DXY nó rơi vào tầm khoảng là trên 114 một tí và bây giờ đang giao dịch ở 113. Vậy thì nếu một cái câu chuyện ngày mai mà CPI đưa ra, đó thì DXY sẽ... đâu sẽ là đỉnh của DXY? Đó là cái dấu chấm hỏi mà anh em phải luôn đặt trong đầu ngay tại thời điểm nhạy cảm này. Và một câu chuyện dĩ nhiên rồi, nếu mà DXY tiếp tục phục hồi và tiếp tục dò đỉnh thì không chỉ riêng thị trường crypto của chúng ta đâu, mà ngay cả thị trường chứng khoán của Mỹ đó cũng lao dốc cực kỳ kinh khủng. Và hiện tại đó, ngày hôm qua, hai ngày trước đó, thì anh em đã thấy rằng là chỉ số Nasdaq, ở đây mình cho anh em thấy nha, chỉ số Nasdaq đã thủng một cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng, chính là 11.000 rồi. Và đã lập đáy trong vòng 2 năm trở lại đây, đó chính là năm 2020. Và ngày hôm qua thì mình đang mong chờ một cú bounce của Nasdaq, tức là một cái sự phục hồi đi lên. Nhưng mà tầm ở cuối phiên, tầm khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng đó, tầm ở cuối phiên thì anh em lúc đó mình có thức, mình ngồi mình xem cái này. Đó thì anh em mới thấy là cái tốc độ mà phục hồi của Nasdaq đó, khi mà đang giật lên lại tầm khoảng 11.000 đúng không? Nhưng mà chỉ trong một tiếng cuối phiên thôi, là từ 2 giờ tới 3 giờ sáng đó, thì Nasdaq đã xả rất là mạnh đó, về lại cái ngưỡng mà đáy trong vòng 2 năm trước. Thì anh em thấy là ngay cả bây giờ trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã khá là tiêu cực rồi. Đó, tiếp theo nữa, một cái chỉ số cũng khá là quan trọng, đó chính là về SPX, chính là về SP500 đó. Thì đây là hai cái chỉ số chứng khoán của Mỹ mà mình hay theo dõi nhất. Thì SP500 cũng vậy,
mình cũng đã mong chờ một cái cú phục hồi của S&P 500 từ cái ngưỡng quan trọng là 3.600 trở lên. Nhưng mà thật sự là bây giờ là S&P 500 trong vòng 2 ngày qua đã không thể nào bật nổi lên, và cùng với Nasdaq cũng xả cuối phiên ngày hôm qua luôn. Đó, thì tại sao mình lại đem cái câu chuyện chứng khoán này vào cho anh em? Tại vì nếu anh em thấy á, nếu mà thị trường chúng ta vào năm 2017 và năm 2018 chúng ta có một cái sự lệch pha giữa BTC và thị trường chứng khoán Mỹ. Tức là sao? Tức là thị trường chứng khoán Mỹ đi ra sao thì đôi lúc BTC nó cũng sẽ theo, nhưng mà đôi lúc nó cũng không có theo. Tức là cái chuyển động nó sẽ không có theo. Nhưng mà anh em thấy dạo gần đây từ khi mà Fed bắt đầu đưa những cái chính sách siết chặt tiền tệ vào, anh em cứ theo dõi đi. Cứ tầm khoảng 8 giờ rưỡi là phiên chứng khoán Mỹ mở cửa thì anh em sẽ thấy là giá của BTC đó sẽ bắt đầu đi cùng nhịp và cùng pha với chứng khoán Mỹ luôn. Đó, mỗi lần chứng khoán Mỹ mà đóng một cái phiên lúc 3 giờ sáng nha, mà đóng những cái phiên đó mà kết thúc bằng cái dấu hiệu đảo chiều là giảm đó, thì ngay lúc đó BTC sẽ ngay lập tức bị xả rất là mạnh ngay tại thời điểm đó. Và khi mà thị trường chứng khoán Mỹ có một cái tín hiệu phục hồi, có một cái màu xanh đó, thì BTC cũng sẽ bật rất là nhanh. Nhưng mà đó là một cái sự tiệm cận với một cái sự đồng pha giữa khi mà BTC đi chung với chứng khoán Mỹ. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta vẫn có những cái phiên như là tầm 3 giờ sáng khi mà chứng khoán Mỹ họ đóng cửa, thì chúng ta vẫn có một cái thời gian thở nhất định cho BTC. Đó, từ khoảng là 3 giờ sáng kéo dài cho đến 8 giờ rưỡi tối hôm sau, thì đó là một cái khoảng thời gian trống để thị trường crypto của chúng ta có thể thở được ngay trong cái thời điểm này. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái tỷ lệ giao dịch hồi đó giữa đồng DXY, chính là đồng USD nữa. Đó, thì đó đang là một cái cản trở rất là lớn đối với thị trường crypto của chúng ta. Kèm theo đó là tháng 11 và tháng 12 chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những cuộc họp của FOMC, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có CPI, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những cái đợt tăng lãi suất, hai đợt cuối cùng vào tháng 11 và tháng 12. Nên vì thế mình sẽ đưa ra cái kết luận là thị trường bây giờ của chúng ta giống như kiểu là ngày mai sẽ là cái ngày quyết định để mà cho chúng ta thấy được rằng là thị trường của chúng ta có hồi phục hay không, hay là chúng ta sẽ thấy ngay cái đáy mới ngay trong tháng 10 này luôn. Đó, thì theo cảm nhận của mình thì mặc dù nó hơi đau thương một tí, nhưng mà mình cảm nhận là cái phần tiêu cực nó sẽ nhiều hơn. Nên vì thế mình xin nhắc lại là anh em xin cẩn trọng ha. Và cũng xin bật mí với anh em là tại sao mình lại tiêu cực đến như vậy. Nếu mà so sánh tầm khoảng là 4 tới 5 ngày trước thì mình không có tiêu cực đến như vậy đâu. Tại vì mình đang rất là mong chờ một cái cú bật của BTC vào tầm khoảng thứ bảy và chủ nhật. Tại vì thứ bảy và chủ nhật á, thì anh em thấy là thị trường chứng khoán không có mở cửa và không có bất kỳ một cái ràng buộc nào cho cái thị trường crypto của chúng ta chuyển động cả, đúng không? Đó, nhưng mà vào tầm khoảng thứ bảy và chủ nhật thì sau khi nhận cái tin non-farm đó thì BTC vẫn không thể hiện được một cái sức mạnh nào để mà có thể phục hồi ngược trở lại. Nên vì thế bây giờ chúng ta đã cận kề ngày CPI rồi, chỉ còn cách tầm khoảng là 26 tiếng nữa thôi. Đó, thì đó là một cái điều mà mình cho rằng là cũng khá là nguy hiểm ngay tại cái đoạn này, nên anh em hãy cẩn trọng nha. Rồi, và bấy nhiêu đó cũng là đủ rồi, nên mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm vào cái video này, và hãy đặc biệt nhớ hãy đứng ngoài thị trường. Hãy đứng ngoài thị trường ngay tại thời điểm này, sau tin tức CPI, sau khi những cái biến động đã xảy ra, những cái biến động thanh khoản BTC, pump dump gì đó, cứ kệ đi anh em. Hãy đứng ngoài và quan sát, và đợi đến ngày hôm sau khi mà đã xác định xu hướng rõ ràng rồi thì chúng ta mới đưa ra cái quyết định ha. Thì đó là một cái phương pháp an toàn nhất cho anh em vào thời điểm này. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Bye bye.